Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Đây cũng chia sẻ các bác một số tác phẩm hoa giấy và dưới và những cây trong vườn. Tại vì những cây nào cũng lâu năm rồi. Cái này thì hoa cũng nở là cũng phải tầm 2 tháng. Lúc đấy, vì những cây trên này, cây hoa thì nó cũng rất là tươi. Hoa giấy thì các bác đừng nên tưới lên hoa. Thì cứ để tự nhiên mà nó cái mức độ nước thì nó vừa phải thôi, không nên tưới đẫm. Thì hoa nó tươi nó bền. Nó thời gian nó kéo dài được. Nếu mà cứ tưới lên trên thì nó cũng nhanh. Cái này nếu mà kéo dài thì cái bông hoa nó kéo dài hàng tháng. Đấy, mà lúc nào nó cũng tươi. Đấy. Cái này cũng chia sẻ các bác đấy. Thì các bác nhiều lúc là chơi mà nó hoa chưa bung thì các bác nên cắt nước. Đấy. Cắt nước và không sắn quanh bọc, cắt rễ xong rồi để thật khô cho rũ xuống. Nên là các bác cho đất cho xỉ và bắt đầu lại ra một lớp lọc mới thì các bác cho phân vào nó bung hoa. Đây, hôm nay cũng chia sẻ các bác cái cốt này, quay qua chi tiết một cốt trực và cái này được lên theo kiểu rất là tự nhiên. Đấy, cái thân này nó vươn lên và cái nó được cái là lên đến đoạn này nó rẽ ra như một cây dáng đa làng, một cây trực nhiều thân nó như này. Đây cành chia cân đối bóng. Bông tàn thì cũng thành bông rồi, các bác chỉ về việc chơi và cắt bông thôi. Đấy. Xin chia sẻ các bác nhé. Thì tác phẩm này giờ thì đo kích thước này, đo giá các bác. Phần vanh bạ ở đây là 70. Tổng tàn đang đây là 1m45 này. Chiều cao của cây này là 1m18. Cây này thì cũng chia sẻ các bác là để cho các bác là 20 triệu bao ship cho các bác nhé. Miền Bắc thì em vẫn ra lọc bớt cho các bác được, tại vì vận chuyển nó dễ, còn những khi đóng đi thì tại vì đóng khung các thứ nó rất là tốn kém. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Rồi tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây hoa giấy này nữa, một cây rất là lùn trên chậu đẹp này, cây đã già. Các bác cũng hỏi về hoa giấy thì đây này chia sẻ các bác một số cốt. Cái cốt này nó côn cây này, thân bạ nó gốc to ngọn nhỏ. Để quay qua không cần phông để cho các bác xem không gian ở vườn và độ côn cây chi tiết. Cái thân này thì được cái chân bạ đây nó nắc lên và đưa lên đây, cây nó rất côn, tay to này. Đưa xuống em làm bông tàn nó cũng kỹ rồi. Và cái lên đây thì cái cổ ngọn này đấy, cổ ngọn rất là to, cân đối quả phúc rất là đẹp. Và bông tàn thì em xếp tản vân này, dăm rất là kỹ rồi. Cây thì các bác cũng nhiều những cái này ở thân này, các bác nuôi thêm những cái bụi nhọt này thì nó xù xì mà nó đẩy những cái nu ra đấy. Chảy những cái nu ra thời gian. Đây lựa lựa quay xong cái này cho các bác xem mặt bên này. Cái gốc rất to ở thân này. Đây. Đường lát côn rất là kỹ. Đây là đo kích thước cho các bác xem cây hoa giấy lùn lực đẹp này, 1m1 này. Vanh chân bạ là 1m1 này. Tổng tàn ra đây là 1m02. Chiều cao của cây này là 98. Cái này thì xin để cho các bác là 35 triệu bao ship nhé. Cây hoa giấy tím bát rất là đẹp. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, xin chia sẻ các bác một cốt chuối này, rất là cổ thụ lùn lực này, bông tàn làm kỹ, tay cành cân đối này, gốc xù xì, độ côn cây rất là rụt vịt.
Thì quay tổng sang mặt bên này, bên này được các bác xem. Dưới là một cái dòng mà làm răm rất là thích. Đấy. Cắt thì phẳng, răm dày, lá nhỏ. Rồi. Em đo kích thước cho các bác. Cái này là 68 này. Chiều tàn đến đây là 75 này. Chiều cao là 56 này. Tôi cũng xin chia sẻ các bác cây này là để cho các bác là 8 triệu rưỡi này. Bao ship cho các bác nhé. Một cây dưới lùn mà già đẹp như này. Đấy, thước em báo rồi, mà giá thì là 8 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đây là một cây ruối thân phúc phác này, độ già bìu này. Mình chia sẻ quá, cây đã được giật lên những cái bước làm để côn này. Tay to và cổ ngọn tay bay. Đấy, rất côn cổ thụ. Cả hai mặt bên này. Ngày này cũng chỉ là phôi thôi, cũng chia sẻ các bác này. Các bác về làm thêm. Để đo kích thước này. Vành bạ là 1,5 m này. Này là 1,02 m này. Chiều cao là 85. Gốc như này. Xin chia sẻ các bác là 26 triệu bao ship này. Rồi, tiếp theo xem cây nữa. Đây là cây hoa giấy này. Mặt bên này cho các bác xem là cái độ lu. Cây hoa giấy. Cây hoa giấy lùn nực có điểm quái cây và cái điểm lu này. Đấy, các bác xem cái điểm lu nó lâu nó hóa. Hoa giấy là một dòng hoa chơi, thứ nhất là được hoa, thứ hai là răm. Chung dòng này thì em thấy là hoa giấy tím Bắc là dòng một dòng hoa rất là đẹp, sắc màu và răm dày, rồi chơi bonsai rất là phù hợp, làm rất thích. Các bác đã chơi rồi mà chơi dòng hoa tím Bắc này thì rất là thích. Anh em Đà Lạt hay là những cái nơi xa mua rất là nhiều. Rồi, bây giờ chia sẻ các bác đi, máy quay hết tổng dưới cái tổng tàn cho các bác xem cái bông tàn này làm cân đối nhé. Đấy, tay cành này làm rất là kỹ lùn cây này. Đó, đo cái phần này, độ bìu của cây. Cái này thì là 1,05 m. Tổng tàn ra đây là 90. Chiều cao của cây này là 75 phân. Những gốc như này cũng là một cái gốc rất là quý, đẹp. Mà lùn có điểm quái. Cái này thì cũng xin chia sẻ các bác là một cái cốt này là vào 35 triệu bao ship nhé. Cốt hoa giấy có nét đặc biệt quái cây. Giá thành là 35 triệu bao ship vừa qua nhé. Rồi tiếp theo sang cây nữa. Rồi. Đấy, chia sẻ các bác một cây long. Cây
hình long rất là to, cổ thụ, nói chung là dáng trực đường dáng long cũng được, nó có sử. Cái cung của cây hoa giấy này nó lên là lên tự nhiên, thì vậy thôi, làm theo một cái nó dáng theo như một cái cây long mà bông tàn xếp rất là cân đối với tử đây, cái tay bay, cổ thụ. Đấy, quay quay qua chi tiết cho các bác xem, cái tay này là tay to hết rồi nhé, vì cây nó tay to hết. Đấy. Đây, cành rất là to, phần bông tàn là làm đấy, bác nhìn thấy nét của em nào làm những cái bông là bông xếp bông hết, bông theo tản vân hết, không thì là cái tản chém bông. Rồi giờ đo kích thước 1m35 này, tổng tàn là 1m50 này, chiều tàn bay là 1m50, mà chiều cao của cây này là 1m42. Giá này để cho các bác là 55 triệu, 55 triệu bao ship. Gốc to như này, gốc to thân này, lục lạc đẹp. Rồi tiếp theo ra một cây nữa, người bé có một cái nét đẹp. Đấy, đây, thân gốc dưới đây quấn lên, thân quấn xuống từ dưới này lắc lên đây ngoặt lên, tàn bông rồi đấy, cứ cắt uốn ra là xé bông nó đẹp hết này. Một cây mảnh bay, cây gối bé lùn lực nè, thân côn 88 phân, chiều cao của cây này thì là 28 phân. Cây duối như này, xin chia sẻ các bác là giá là 6 triệu. Đấy, cây rất là nghịch ngợm. Rồi bao ship cho các bác. Theo sang cây nữa, cây duối đổ nghịch, rất hay, nghịch đổ đẹp. Cây này vẫn là đang làm phôi. Rồi sang bên này quay cho các bác xem một cái cây hoa giấy đổ ra đẹp. Cây hoa giấy đổ đây, cây hoa giấy này thì là một cây đổ rất là đổ rất là đẹp. Cái này thì nó được cái nó ị, nó bám vào từng cái thạch chậu đổ gấp xuống, gốc rất là to, đổ đây xếp tản vân, xếp tản vân. Đo kích thước cho các bác xem phần thân ở gần bệ nhé, là 56 phân, tổng bay của tàn này, tổng bay tàn lên đây là 1m26 phân. Điểm nắc của cây này nó đổ như một cái thác nước, đổ gập xuống ngoặt lên đây, nắc lên đây và đổ dần dần xuống đây. Giấy thác đổ và nó có hai cây, chỉ có cây bên này nữa, nó các bác lấy thành một đôi để cho các bác là cả hai cây. Đây, cây bên này cây đổ thứ hai, bác xem độ ngoặt xuống đây, ngoặt đây
đổ tự nhiên luôn đây, cảnh thác đổ đó, đổ trước. Cây này thì nó cao dài hơn chút, cái này vanh bệ là vào 48 này. Tổng tàn lên đây là 1m42 này. Cây kia thì nó ngắn hơn nhưng mà thân gốc nó to hơn, cái này thì nó đổ dài hơn. Đấy, mà được cả hai bên, để hai bên cửa chào khách thì rất là đẹp. Tầm một đôi bé nhưng mà nó rất là khôn, tầm trung trung đó, đo thì nó biết rồi. Thì hai cây này thì cũng xin chia sẻ các bác là giá là để cho là 45 triệu bao ship nhé, miền Nam miền Bắc. Một đôi hoa giấy tim Bắc. Rồi thì cũng cuối video rồi. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Tiếp theo xem một video nữa. Xin chào tất cả các bác. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.